Lessons from the Bunker Scouts. Cái kinh học của lớp kinh sớt Mafia nào? Và cái sớt Mafia. Anh có sớt Mafia cái vấn đề này. Ok, mà chúng ta lấy cái gì? Nó bên phẳng là gì? Nhất cùng là người ta. Không có sớt cái gì? Nhưng mà đọc sớt rồi. Có cái người ta cũng không phải thêm chú rồi. Thì mình biết ông ấy cũng không cho tiền mặt cả lấy. Have you seen the armada of ships off the shore of this island? The thousands of soldiers offloaded to fight here? You were part of the most impressive fighting force ever assembled on God's green earth. We will not give up this area to the Japs! Go and hold the line! Thank you.
like a soldier. Yeah.
Every man here must fight like a soldier. Okay.